quay trở lại với kênh của Hacom. Hôm nay thì mình đang ở hội chợ Intel TechCam. Hôm nay là ngày thứ 3, nhưng mà các bạn vẫn đến khu trải nghiệm của Hacom rất là đông. Và rất là đông các bạn đã đến khu này. Và tại sao các bạn đông thì có lẽ chúng mình đang có một sản phẩm rất đặc biệt đây. Đó chính là bộ VNM Motion 3 Dot. Hiện tại thì bộ này chúng mình đang bán ở Hacom rồi. Và các bạn có thể tham khảo website Hacom, chúng mình đã bán rất nhiều sản phẩm của VNM. Và hôm nay cái bộ chúng mình mang đến, chúng mình hợp tác cùng VNM mang đến hội chợ Intel TechCam thì chúng mình có, đó chính là đầu tiên một bộ khung. Bộ khung này chúng ta bao gồm là 4 motor với hành trình của motor là 150mm. Tức là các bạn có thể thấy là mình lái độ sóc đẩy và nó khá là cao. Và nếu các bạn không quen thì cần khá là nhiều thể lực để chơi những bộ như này. Chúng ta bao gồm 4 motor và chúng ta có một cái tủ điện rất to ở phía này. Thì các bạn có thể thấy là tủ điện, đây là tủ điện cấp điện cho toàn bộ cái hệ thống VNM 3 Dot. Thì hiện tại bộ khung 4 motor và tủ điện hiện tại là website Hacom đang bán với giá là 109 triệu đồng chưa bao gồm ghế. Và đây là một chiếc ghế khá là mới của VNM và cũng chưa được bán ra thị trường, chúng mình chỉ mang đến hội chợ Intel TechCam này thôi. Thì những cái đặc điểm gì của bộ này mà các bạn thấy nó lắc như vậy? Thì đây, đầu tiên nó lắc là do 4 cái motor ở đây. Và mỗi motor này các bạn có thấy là mức tiêu thụ điện của nó rơi khoảng tầm là 300-400W. Tức là cả bộ này chúng ta tiêu thụ khoảng tầm là gần 2 số điện mỗi tiếng cho các bạn chơi. Nên là nó rất là khỏe, các bạn thấy rung lắc rất mạnh. Và những cái bộ này cho các bạn đó chính là ba chiều di chuyển trong không gian. Chúng ta sẽ có chiều, một chiều là tăng tốc, thì các bạn thấy là mình ngửa lên ngửa xuống là tăng tốc. Khi mình đánh lái thì mình sẽ là bị nghiêng theo xe. Và một cái nữa đó chính là bộ sóc nảy mặt đường, chúng ta có 3 chiều mô phỏng đấy. Và nếu các bạn muốn thêm 2 chiều nữa, đó là khả năng giật lên giật xuống khi mà các bạn có tăng tốc, nó giật người các bạn xuống ấy. Còn là khi bạn bị văng bánh xe sau, nó có một bộ nâng cấp nữa với giá khoảng tầm là gần 60 triệu nữa. Và tổng nếu các bạn muốn bộ 5 Dot thì nó rơi khoảng tầm là 170 triệu đồng. Mà chúng này hôm nay mình mang đến bộ Intel TechCam, đó chính là một bộ 3 Dot và giá nó là 119 triệu đồng. Và ngoài ra, ngoài cái bộ khung này thì chúng mình còn có rất nhiều sản phẩm của VNM ở đây. Thì ở đây chúng ta có hai sản phẩm rất bán ra trên thị trường, đó chính là một chiếc hộp số VNM ở đây. Chiếc hộp số mà các bạn rất quen thuộc rồi và có lần nào chúng mình đi cũng là dùng hộp số này. Và một chiếc phanh tay của VNM ở đây. Thì hai sản phẩm này hiện tại đang bán là khoảng tầm mức 6-7 triệu đồng một cái. Và các bạn cho các bạn cái cảm giác ấy, nó rất là khác so với các hộp số khác thị trường. Và thực sự là các bạn sờ thì các bạn biết được độ cao cấp của sản phẩm này. Và ngoài ra chúng ta có một cái pedal của VNM nữa. Thì pedal này thì nó khoảng tầm là 13 triệu với các bạn. Điểm đặc biệt của nó so với các pedal các bạn đang biết ở trên thị trường, thì đầu tiên là chúng ta có một cảm biến, đây là cảm biến lực thay vì cảm biến hành trình như là các pedal của Logitech hay Thrustmaster thì dùng cảm biến hành trình, còn đây là dùng cảm biến lực. Thì cảm biến lực cho các bạn một đặc điểm lợi ấy, đó chính là các bạn có thể là cái độ phanh các bạn nó sẽ ổn định hơn rất nhiều so với việc cái cảm biến là cảm biến hành trình. Và nó rất là nặng, và lực phanh của xe thật nó rơi khoảng tầm là 170 cân, nhưng các xe F1 ấy thì lực phanh của bạn đạp bên em là 200 cân, tức là thừa các bạn đang so với các tay đua F1 là các bạn đang phanh của là thừa lực đấy. Và chúng ta có một cái bàn đạp ở đây, bàn đạp ga và bàn đạp côn. Bàn đạp côn là ba hành trình, đạp rất là sướng, cảm giác các bạn có cái lực là bám vào côn. Thì ngoài ba sản phẩm VNM bán thị trường chúng ta mang đến đây thì VNM có mang ở đây đó chính là một vài đồ nữa. Đầu tiên đó chính là chiếc Direct Drive, đây vẫn là một sản phẩm trong quá trình thử nghiệm và sắp được bán ra trên thị trường thôi. Và theo mình biết thì giá nó rất là cạnh tranh với cái mức lực của nó là 26 Nm. Tức là các bạn so bình thường ấy thì lái xe đô thật nó rơi khoảng tầm từ 10 đến 12 Nm, thì chiếc vô lăng này cho các bạn là 26 Nm, tức là nó nặng đến gần như gấp đôi xe đô bình thường. Nhưng mà thực ra thì lái anh có tay to lái được 26, nhưng còn mình lái tầm 15 là mình đau hết cả tay rồi. Và thế là đó chính là một chiếc vô lăng. Đây là chiếc vô lăng của bên em, nó có kèm quất clip đây, các bạn có thể tháo ra được đấy, tháo ra được. Và đây là chiếc vô lăng City. Và là F1 các bạn thì dùng vô lăng này và nó có rất nhiều tính năng. Chúng ta có bằng pedal này, chúng ta có hai cái côn ở đây, và chúng ta có hai cái joystick đây và rất nhiều encoder để các bạn tùy chỉnh trong lúc đua. Thì những bạn nào mà chơi giải lập những game như là Assetto Corsa hay là F1 thì các bạn rất thích cái vô lăng như thế này. Và ngoài ra nếu anh em không thích kiểu đua GT F1 ấy thì hôm nay mình mang đến, chúng ta thấy là mình cầm ở đây đến 3 cái vô lăng của VNM. Và ba vô lăng này thì hai chiếc này trên tay mình đây là chiếc được bọc bằng da lộn Alcantara rất là cao cấp. Em thấy chiếc BMW đang dùng những cái da lộn này, anh em nào mà drift thì dùng vô lăng kiểu này. Và kích cỡ nó là 33cm tiêu chuẩn. Và ngoài ra chúng ta có một chiếc vô lăng rally, đây là giả da và có phủ vân carbon. Thì sản phẩm này cũng sắp được bán ra thị trường rồi, nên cho anh em nào mà anh em ví dụ là không thích cái kiểu mà GT này, anh có thể mua những cái vô lăng tròn để chạy rally. Đấy, chúng ta vừa đi qua đó chính là những cái sản phẩm mà VNM mang đến hội chợ Intel TechCam cùng với cả Hacom. Thì các bạn những sự kiện sau chúng mình cũng sẽ mang những bộ motion như này đi, các bạn có thể trải nghiệm
Và sắp tới chúng mình cũng sẽ bày những bộ như này ở 43 Thái Hà. Hà còn 43 Thái Hà, các bạn có thể hoàn toàn đến trải nghiệm miễn phí công nghệ rung lắc còn là hơn cả xe thật như này nhá. Và bây giờ xin chào, gặp lại các bạn. You're better than you.